Nhà vườn Phong Sơn Nam Định gửi lời chào toàn thể các bác yêu cây. Đó, hôm nay em lại giới thiệu với các bác một bộ đôi tác phẩm Xanh Nam Điền Ôm Đá Dáng Trực Huyền. Đó, trực cương trực thẳng thắn. Đó. Một bộ đôi Xanh Nam Điền. Đó các bác, đây là chuẩn Xanh Nam Điền các bác nhé. Đó, các bác nhìn dễ này. Xanh Nam Điền một trong những loại xanh có giá trị nhất của vùng đất Nam Định. Các bác nhìn này. Bông nó rất là dày, tán mịn. Đó, các bác nhìn xa nhìn như những bức tranh. Cây thì có chiều cao tính từ mặt chậu lên là 2m2 và tán huyền của cây cũng là 2m2 các bác nhé. Hai cây rất là cân đối. Được đựng trên cặp chậu long phụng có chiều dài 1m6 và ngang là 1m2. Đó, đặc biệt đây là một loại xanh chuẩn xanh Nam Điền. Các bác yên tâm, các bác càng chơi nó càng có giá trị. Bác nào có nhà vườn rộng, sân vườn rộng hay là nhà biệt thự, ở nhà cổ hay sân vườn công ty, các bác có thể làm một bộ đôi này để đằng trước thì cực kỳ là đẹp. Đó, nhà đẹp rồi, các bác có cây đẹp nữa thì nó sẽ đẹp hơn. Đó, đặc biệt là trong mùa dịch các bác cũng có thời gian nhiều hơn để chăm sóc, tỉa tót cho cây, thư giãn. Đó, một bộ đôi này thì em có giao các bác tới tận nhà. Các bác nhận đúng cây mới thanh toán. Đó, chiều cao 2m2 và tán huyền 2m2. Nếu như các bác tính chiều cao từ mặt đất cả chậu lên nữa thì nó rơi khoảng tầm 2m6, 2m6 đến 2m7 các bác nhé. Đó. Cây giao tận nhà, các bác cứ yên tâm, nhận đúng cây mới thanh toán. Đó, bác nào ưng tác phẩm này, các bác có thể điện trực tiếp cho em hoặc qua số điện thoại ở trên màn hình. Hoặc các bác có thể nhắn tin, em sẽ trả lời. Cây em giao tới tận nhà, các bác nhận đúng cây mới thanh toán.